Vâng ạ, em thêm chỗ tô đúng. Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Buổi trưa hôm nay, ngày hôm nay là 16 tháng 4 nhà em thêm lên sóng báo giá những cái mẫu xe đang bày bán tại showroom nhé. Chỗ tô Lục Lam có địa chỉ tại số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Lam, tỉnh Bắc Giang. Quý khách hàng, quý anh chị tìm kiếm nhà em thì cứ alo em gửi định vị cho, hoặc là các bác có thể đi thẳng đường quốc lộ 31 nhé. Nhà em thêm ở cách ngã tư thị trấn Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m, thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Tất cả xe nhà em thêm bán ra đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng. Đảm bảo xe không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích và thủ tục pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp, có bao hồ sơ các bác nhé. Có bao hồ sơ nên là khách hàng cũng yên tâm về thủ tục pháp lý. Hiện tại những cái mẫu xe nhà em bày bán rất là nhiều. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm thì alo cho em thêm theo số hotline 0987 271796 hoặc 0888666111 nhé. Cả hai số đều có Zalo, các bác có thể kết nối Zalo số nào cũng được. Em review quanh showroom chút xíu. Quý khách hàng, quý anh chị quan tâm những cái mẫu xe gì thì comment cho em nhé. Anh Sâm, Nguyễn Sâm, đúng rồi. Đẹp ngày mát mẻ, rẻ là mua. Asen nhé, Asen đỏ này. Bác nào quan tâm Asen đỏ thì có thể tham khảo chiếc này, xe mới về nhé. Hyundai Asen, chiếc này bản tiêu chuẩn ạ. Bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2019, số tự động máy 1.4, xe chạy hơn 2 vạn, lốp theo xe còn đẹp. Đăng ký biển, chiếc này là đăng ký biển Bắc Linh. Ok, để em thêm sẽ review qua option chút xíu nhé. Ít tiền em có Kia Morning SI nhé. Vios thì hiện tại em có Vios E2017. Chiếc 18 thì khách cọc rồi. Em có Vios E2017 cũng màu vàng cát, còn chiếc vàng cát này thì khách cọc rồi. Kia Morning ạ. Kia Morning giá là 245 triệu nhé. 245 triệu. Kia Morning SI. Đây là Accent tiêu chuẩn. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn, số tự động. Máy 1.4 nhé. Đấy, các bác mà mình muốn quan tâm tham khảo thêm hình ảnh hoặc video thì có thể đi lấy à? Đi cùng ai đấy? Bác xe đưa đâu? Hả? Môn đình kia đâu? Điện cho bố Tuân đi, bố Tuân đang ở dưới xưởng. Điện bố Tuân, bố Tuân đi về. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn nhá, 2019, số tự động máy 1.4, xe đẹp này. Lấy chung cam kết đẹp và đảm bảo chất lượng xe cho các bác luôn. Có hỗ trợ banh nhá. Quý khách hàng, quý anh chị mình muốn mua xe trả góp có thể alo em thêm tư vấn cho. Vô đăng phím còi siêu mới. Anh Sâm, Nguyễn Sâm ơi, Santa Fe 09 để 10 em không còn. Nói chung là những cái dòng máy dầu san với lại Ford thì hiện tại em thêm không còn. Chiếc này là 465 các bác nhé. Hyundai Accent 465 đem thêm để ngoài trời. Hôm nay nó mưa, hơi bẩn chút. 2019 đăng ký biển Bắc Linh, có bao hồ sơ. Chất lượng xe thì cam kết đảm bảo cho các bác luôn. Vios E2018 vàng cát. Em có 2017 nhé. Còn 2017, 18 khách đặt cọc, em đang rút hồ sơ này. Kia Morning SI 2016 đấy ạ. Số sàn các bác nhé. Chiếc này là số sàn bản đủ máy 1.2, cũng đăng ký biển Bắc Linh luôn. Kia Morning SI 2016 số sàn, giá là 245 các bác nhé. Em chào anh Nguyễn Lam ạ. Accent là 465 anh ơi, 465, xe chạy hơn 2 vạn, lốp theo xe còn siêu mới luôn. Nói chung là gọi là xe chạy lướt đi, hơn 2 vạn. Em cam kết đảm bảo cho các bác về chất lượng xe, có bao check bao test nhé. Chất lượng xe nhà em thêm thì có bao check bao test. Các bác mà check test có lỗi thì em thêm sẵn sàng nhận lại xe, hoàn lại tiền cọc cho các bác. Kia Morning SI 2016 giá là 245 này. 245 ạ, Accent là 465. Sedan tầm vừa tiền thì em có Hyundai Venna các bác nhé. Chiếc này là Hyundai Venna xe nhập. Hyundai Venna xe nhập, nhập khẩu Hàn đấy các bác ạ. 2010 máy 1.4 số sàn, giá là 208 nhé. 208 triệu, keo chỉ cột kéo máy số đều zin.
Bác nào quan tâm thì alo cho em thêm nhé. Số hotline không thay đổi. Các bác cứ điện cho em hai số hotline chính 0987271796 hoặc 0888666111. Số nào nếu mà các bác điện số nào bận thì các bác có thể đổi số hộ em, hoặc là khách hàng có thể nhắn tin trực tiếp qua cái fanpage này cho em cũng được nhé. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em cũng được. Innova em có nhé. Innova em có 2013 và 2016. Kia Celato số tự động này. Chiếc này là 2011. Chốt mất cửa rồi. Kia Celato, hiện tại những cái dòng Kia vừa tiền em thêm có nhé. Có cả số sàn nữa luôn. Số tự động em có và có cả số sàn đấy. Các bác quan tâm thì alo cho em gửi thêm video hoặc là hình ảnh chi tiết cho. Em chào anh Thành Đạt. i10 em có nhé. i10 em có số sàn 2017. Bản hatchback và sedan em có 2015. Kia Celato này tầm vừa tiền hơn 200. Hiện tại em có Kia Forte và có cả Kia Celato nữa luôn. Quý khách hàng, quý anh chị đến tham khảo. Các bác có thể có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Khách hàng mình có thời gian thì các bác cứ đến xem xe trực tiếp nhé. Xem cái chất lượng xe nhà em nó ok không. Đây ạ, 7 chỗ Innova em có nhé. Em có cả Xpander. Em có Xpander số tự động. Bác nào quan tâm Xpander thì alo cho em nhé. Xpander số tự động 2019. Mà xe máy 1.5 ăn xăng rất là ít. Innova 2016. Form này là lên form mới rồi ạ. 2016 đăng ký biển thủ đô Hà Nội các bác nhá. Máy 2.0 bản E. Số sàn. Xe thì gọi là siêu chất và siêu đẹp, cam kết bằng văn bản luôn cho các bác luôn. 2016 nhá. 468 triệu này. Keo chỉ, cột kéo máy, số đều còn nguyên zin. Vô lăng phím còi siêu đẹp. Cái này thì chủ xe vẫn giữ nguyên đài các bác nhá. Vẫn gọi là nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, bác nào mà thích nguyên bản theo xe thì em này gọi là chuẩn chỉ là nguyên bản theo xe luôn. Rất là đều, xe đẹp. 2016 nhé, Innova 7 chỗ. Em review đằng trước cho các bác xem cái form của nó nhé. Đấy, Innova 2016 giá là 468 triệu. Anh chị Dũng Nguyệt đây, Kia Morning. Morning giá là 245. Đời 2016 anh nhé. Đời 2016 bản SI là bản đủ nhất đấy ạ. Innova 2016 giá là 468. 468 các bác nhá. Innova là 468 2016. Anh Chiên Viên đây 100 hả? Tầm 100 thì hiện tại em không còn chiếc nào. Accent số sàn em đang hết rồi ạ. Accent số sàn tạm hết, không còn chiếc nào. Với lại cái dòng Kia Celato số sàn em cũng hết. Anh Trường Nguyễn anh nhà em có hỗ trợ trả góp anh nhé. Anh ở đâu ạ? Innova 2013. Innova 2013 thì nó là bản E các bác nhé. Số sàn 365 triệu. Em xin lỗi, 365 nhé, không phải 200. 365. Chốt mất cửa rồi. Innova 2013 là 365. Bác nào quan tâm Xpander alo cho em thêm, xem đang đi rửa. Xpander số tự động 2019. Các bác muốn xem ảnh mình có thể kéo xuống nhé. Ở trên kênh đều có đấy. Trên kênh em có đăng ảnh rồi đấy. Xpander số tự động. Bán tải em đang tạm hết rồi các bác ạ. Toyota Altis thì hiện tại em có 2010 và 2008. 2010 số tự động, 2008 là số sàn. Em review qua cái option của chiếc Innova 2013 một chút xíu nhá. Các bác mà mình muốn tham khảo thì có thể xem qua. Hoặc là muốn xem kỹ hơn thì alo cho em gửi hình ảnh cho ạ. Hình ảnh video cho nhé. Innova 2013 số sàn máy 2.0 bản E. Giá là 365 triệu. Máy số cam kết zin các bác nhé. Máy số cam kết zin, xe không tai nạn. Đều xe đẹp, 365 triệu này. Còn ít tiền tầm hơn 200 thì các bác có thể giữ máy em thêm review có i10 này. Hiện tại hơn 200 em thêm có i10, có Morning. Có i10, có Morning và hơn 200 thì em cũng có dòng Kia nữa luôn, Kia bản là sedan đấy ạ. Anh Tuân Taxi ơi, Vios hả? Vios 2018 em chốt rồi, khách đặt cọc rồi anh ạ. Em còn 2017 nhá. Vios em còn 2017 màu vàng cát.
Celato 2017 số tự động máy 1.6 này. Kia Celato nhá, em có trắng, có đen, có đỏ. Chết rồi, xe chốt mất cửa. Kia Celato 2017 số tự động máy 1.6. Giá là 498 triệu các bác nhá. 498. Anh Võ Đại Thắng ơi, bán tải em hết ạ. Celato em có 17 này, màu trắng, có 16 màu đen. Em có 16 màu đen, 16 màu đen này là máy 2.0 các bác nhá, máy 2.0. Kia Celato máy 2.0 số tự động. Chiếc này là 488 ạ, chiếc 17 màu trắng là 498. Xe cam kết đẹp và zin, option thì full rồi, những cái dòng này thì gọi là full option luôn, có cửa sổ trời, có đề lộ thông minh, vô lăng tích hợp, màn hình đầy đủ hết, cam lùi cũng có luôn nhá. Ghế điện ạ. Ghế chỉnh điện các bác nhá, ghế chỉnh điện có cân bằng điện tử, đề lộ thông minh, xe siêu đẹp. Đấy, các bác quan tâm thì alo cho em thêm. Cửa sổ trời này. À, anh Tân Taxi ơi, Vios 17 giá là 375 anh nhá. Vios 17 375 cũng màu vàng cát luôn. Chiếc 18 kia màu vàng cát và chiếc 17 kia cũng màu vàng cát. Chiếc 17 màu vàng cát đăng ký biển Hà Nội luôn nhá. À, xe em đang rửa đây, lát nữa em sẽ đánh về em chụp ảnh full lên cho các bác có thể tham khảo. Còn chiếc Vios vàng cát này là 2018 thì khách đặt cọc rồi. À, anh Bùi Văn Tuấn ơi, 300 số tự động hả? Để em loát lại xem là có con nào 300 số. À, hình như không có anh ạ. 300 số tự động thì hiện tại em không còn. Kia Morning Van em có 2014 các bác nhá. Kia Morning Van màu xanh ngọc siêu đẹp luôn. Bác nào mua tặng vợ thì màu này miễn chê luôn. Đấy, chiếc màu xanh kìa. Chiếc này là 2014 Kia Morning Van đấy ạ. 2014 số tự động. Xe em đi đi thích lắm. Xe nhập các bác nhá, 2014 xe nhập mà cũng vừa vừa tiền thôi ạ, 248 triệu. Đấy, 248 triệu Kia Morning Van em review gần gần chút xíu cho các bác có thể xem nhá. Đấy, em ra gần chút này. Kia Morning bán tải van đấy ạ. 2014 xe nhập số tự động. 248 triệu. Màu siêu đẹp, đăng ký biển 98 luôn này. Có cam hành trình đầy đủ nhá các bác nhá, có màn hình cam hành trình và có cả cam lùi luôn. 2014 Kia Morning bán tại van. À, anh Ngô Đức Huy em có nhá, Celato 2017 anh nhá. Em có 17 màu trắng. Bán tại van 248 triệu. 2014 xe nhập. À, anh Đức Huy ơi, Celato trắng này em có 17 đấy ạ. Celato trắng em có 2017, chiếc này số tự động máy 1.6 này. Máy 1.6 nhá, 498. 498 anh Đức Huy nhá. Anh Tuấn này, mở cửa cho em hai con Celato đi, ba con đỏ với con trắng, chốt cửa. 498 triệu có hỗ trợ banh nhá các bác nhá. Dòng này hỗ trợ banh thoải mái luôn. Hộp chìa khóa em để đâu đây? Ở chỗ trên đấy sao đây? Hộp ở trên ghế. 498 triệu anh Đức Huy ạ. Chiếc này xe đẹp, cam kết đẹp. Nói chung tất cả xe nhà em đều đảm bảo và cam kết chất lượng cho khách hàng bằng văn bản luôn nhé. Cam kết xe đẹp, chuẩn chỉ, không lỗi. Máy số cam kết nguyên zin. Chiếc này ghế điện này, có cân bằng điện tử đầy đủ hết. À, gương cục điện rồi thì cửa sổ trời đề lộ thông minh. Màn hình cam đầy đủ hết. Màn hình cam lùi, cảm biến lùi. 2017 chị nhá, Kia Celato số tự động máy 1.6, 498. Còn màu đen là 488, chiếc này là 2016. Màu đen là 2016, màu trắng 2017. Đây em review qua cái option nhá. Siêu đẹp luôn các bác ạ, 2017. Đấy, nội thất siêu mới này. Quý khách hàng, quý chị xem cho em thêm xin một lượt chia sẻ với. Hôm nay em thêm nay stream buổi trưa để cho khách hàng có thể xem được cái chất lượng xe nó rõ hơn. Đây này, trần thì còn nguyên giấy bóng luôn các bác ạ. Cửa sổ trời nhá, đề lộ thông minh này. Phần start stop rất là mới luôn, xe chạy 6 vạn 7.
6 vạn 7, vô lăng phím còi siêu đẹp. Màn hình đầy đủ nhá, điều hòa auto. Táp lô táp ly thì đều, xe rất là mới. 498 Kia Celato 2017. Ghế điện nữa nhá các bác nhá. Cái dòng này thì bao giờ nó cũng full option luôn. Đấy, chiếc này 2016. Em có 2019 màu đỏ form mới nhá. Đấy, bác nào mà thích form mới thì có thể tham khảo màu đỏ này. Chiếc này là 2019 này, số tự động máy 1.6. Kia Celato. Đấy, em có màu đỏ, có màu đen, có màu trắng. Bác là hợp phong thủy màu gì thì alo cho em. À, anh chị Nguyễn Nương. Vâng ạ, em ngủ lúc nào cũng được. Cứ khách hàng ủng hộ em thì kể cả các bác mà quan tâm thì em live stream cả buổi chiều cho các bác xem luôn. 2019 anh chị nhá, Kia Celato, số tự động máy 1.6. Chiếc này xe chạy được 2 vạn, lốp theo xe còn rất mới. Lốp theo xe còn rất mới luôn. Giá là 575 nha các bác nhé, 575. Có hỗ trợ banh, có da lộc lá. Quý khách hàng, quý chị mình, quan trọng là các bác đến xem xe và ưng về cái chất lượng xe, em thêm có lộc lá, em thêm review qua cái option luôn. Tay mở thì phải nói là mới như trong hãng này. Các bác nhìn sơn nó vẫn còn luôn. 2019 anh chị nhá, ghế điện đây ạ. Ghế chỉnh điện này. Cân bằng điện tử luôn, 2 vạn, lốp theo xe còn đẹp. Có màn hình ạ. Điều hòa auto. Start stop thì còn gọi là quá là mới luôn. Đấy, củ số đây ạ. Kia Celato 2019 các bác nhá, form lên form mới, trần lỉ thì gọi là rất rất mới. 2019 xe chạy 2 vạn, lốp theo xe còn đẹp. Vô lăng phím còi thì không có gì phải chê. Nói chung về chất lượng xe là em thêm cam kết đảm bảo bằng văn bản và cũng ba check ba test luôn. 575 triệu Kia Celato 2019. Máy 1.6. Siêu lướt luôn. Tầm ít tiền thì hiện tại các bác màu đỏ em có Kia Soloto nhé. Kia Soloto 2019 này. 356 triệu số sàn. Chiếc này là xe số sàn, máy 1.4. Kia Soloto đăng ký biển Bắc Giang nhé. Tầm ít tiền hơn nữa em cũng có Kia Rio số sàn, xe nhập luôn 2015. Chiếc này xe chạy 2 vạn rưỡi, có màn hình. Kia Soloto 2019 356 triệu số sàn, máy 1.4, đăng ký biển Bắc Giang. Dòng này chạy cũng rất là thích luôn, mà quan trọng nó cũng tầm vừa vừa tiền, khuôn tiền để bạn sedan. Xăng thì ăn cũng rất là nhẹ nhàng luôn các bác ạ. Đây là đường trong đô thị thì mới có 7,16, 7 lít 16. Còn đường kết hợp thì có 5,74 thôi. Đấy, ăn xăng rất là nhẹ nhàng luôn. Kia Soloto giá là 356 nhé, đăng ký biển Bắc Giang. Một chiếc Kia Rio nhập em có 2015 này. Rio nhập em có 2015, số sàn các bác nhé, số sàn. Số sàn máy 1.4, xe nhập giá là 320, Kia Rio. Đấy, các bác quan tâm thì alo cho em thêm đi ạ. Em thêm hai số hotline thì các bác có thể alo lúc nào cũng được. À, em chào anh chị Trương Hiển ạ. Xe đẹp quá em, nhưng mê giọng ấm áp và truyền cảm quá em ơi. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Kia Rio 2015 xe nhập, số sàn máy 1.4, giá là 320 nhá. Quý khách hàng, quý chị ơi, em có 2016 Rio, em có 2016 số tự động nữa, màu trắng. Bác nào mà thích số tự động thì alo cho em. Địa chỉ showroom nhà em là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn khách hàng nhá. Nếu mà khách hàng mà ở xa ấy, các bác alo một cú điện thoại là em thêm có thể gửi định vị cho các bác rồi. Em thêm gửi định vị cho các bác sẽ tìm kiếm và chỉ đến tận cửa nhà em luôn. Rio 320 K3 hiện tại em còn 2016 này. K3 em có 2016. Xong tí gửi em thông tin con Celato. Ok anh chị Ngô Đức Huy, anh nhắn tin cho em vào fanpage ấy. Lát nữa em sẽ gửi ảnh cho anh xem. Kia K3 2016 số tự động. Chiếc này là máy 2.0 các bác nhé, máy 2.0. Tất cả xe nhà em thêm đều đảm bảo cam kết về chất lượng xe và có bao hồ sơ. Chiếc này chốt mất rồi. Có màn hình các bác nhé, có đủ màn hình, đài lỗ thông minh, vô lăng tích hợp và cửa sổ trời. Kia K3 2016.
Ok anh Năng Lê, em có thấy tin của anh rồi, em có thấy comment của anh. Ok, quý khách hàng, quý anh chị ơi, các bác mà muốn xem thông tin chi tiết những cái mẫu xe nào thì các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho em thêm qua cái fanpage em thêm đang livestream, hoặc là khách hàng có thể nhắn tin qua Zalo hay số hotline 0987 271 796 hoặc 0888 666 111. Các bác có thể nhắn tin qua hai số Zalo đấy cũng được nhá. Bên em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết. Hiện tại thì showroom nhà em là có hai số hotline chính, các bác có thể alo trực tiếp hai số đấy. Còn thi thoảng mà khách hàng ấy, có một số khách hàng ví dụ khi các bác điện cho anh trai em hoặc là chồng em mà cho số của em để làm các thủ tục về giấy tờ thì các bác alo cho em. Còn ngoài ra thì số nói chung là nhà em là có hai số chính, các bác cứ alo trực tiếp hai số đấy là rất là chuẩn nhá. Đấy là khách hàng yên tâm, bọn em của nhà luôn chứ không phải gọi là 5-7-10 người hay gì cả. Chất lượng xe nhà em là cam kết đảm bảo và trách nhiệm cũng luôn luôn là chuẩn. Thì sẽ gọi là về các thủ tục pháp lý, bọn em sẽ theo khách hàng đến khi nào mà thủ tục pháp lý nó ok chuẩn chỉ, tức là sang tên đổi biển và sang cái đăng ký cho khách hàng là ok là được. Đấy là khi theo khách hàng đến khi nào mà xong hoàn tất các thủ tục thì thôi. Đấy, khách hàng yên tâm tuyệt đối về thủ tục pháp lý. K3 là 488 các bác nhá, 488. Em chào anh chị Hoàng Lam. Vios em có 2017 màu vàng cát các bác nhá. Anh Ngô Đức Huy, anh nhắn tin vào Zalo hoặc nhắn tin vào cái kênh em đang livestream này cũng được anh ơi. Nhắn tin vào cái kênh em đang livestream này này, kênh fanpage này ạ. Hoặc không thì lát nữa em sẽ nhắn cho anh cũng được. Em nhớ face của anh rồi, lát nữa em chủ động em nhắn tin cho anh cũng được nhá. Morning nhập anh Nguyễn Dương ơi. Hiện tại em mang hết, em có Morning Việt 2016 anh nhá. Em có Morning Việt SI 2016 màu vàng cát. Kia Celato số tự động xe nhập 2010. Ok Ngô Đức Huy ơi, tí em nhắn cho. Kia Celato nhập khẩu 2010 số tự động máy 1.8 máy 1.6 em xin lỗi. Máy 1.6 các bác nhá. Giá là 335 triệu. Xe nhập cửa sổ trời đầy đủ thông minh có đầy đủ, chiếc này có cam lùi có cảm biến lùi luôn này. 2010 xe nhập Kia Celato. Đấy, tầm vừa tiền thì khách hàng có thể tham khảo những cái dòng Kia bản sedan này nhá, đi cũng rất là ok. Hiện tại em có Kia Forte màu trắng nữa tầm vừa tiền. Chiếc này em có màu bạc này, em còn một chiếc này 2011, chiếc này là 2010. Kia Forte 2010 xe nhập các bác nhá, chiếc này là xe nhập này, số sàn máy 1.6, 275 triệu màu bạc, đăng ký biển ở Hà Nội. Xe nhà em thêm cam kết đẹp luôn. Gọi là tiền nào của đấy các bác nhá. Nếu mà các bác mà đến xem xe nhà em thêm thì khẳng định là các bác ưng về cái chất lượng xe, còn giá thì theo giá thị trường thôi ạ. Theo giá thị trường nhà em không có bán đắt thì, nhưng mà gọi là tiền nào của đấy. Kia Forte giá là 275 anh chị nhá, 275 số sàn 2010 xe nhập. Nhiều khi khách hàng mà tầm vừa tiền mà thích cái dòng bản sedan thì các bác có thể tham khảo những cái dòng này. Kia Forte 2010. Hạng sang thì em còn một chiếc Camry các bác nhá. Hạng sang em còn một chiếc Camry 2012 số tự động máy 2.4 bản gò này. Máy 2.4 bản gò 525 triệu Camry 2012. Ồ, xe chốt rồi. 2012 anh chị nhé, Toyota Camry 525 triệu. Anh Duy Dương Văn Duy ơi, vay ớt 18 em có như khách đặt cọc mất rồi. Em có vay ớt 2018 chiếc đấy bản E số sàn màu vàng cát luôn, khách đặt cọc chốt rồi. Camry 2012 là 525 triệu ạ. Màu đen, đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn. Có bao hồ sơ, có hỗ trợ hồ sơ, có hỗ trợ banh nhá. Quý khách hàng, quý anh chị mình muốn mua xe trả góp alo cho em thêm. Đấy, Kia Soluto là 356 này. Kia Soluto số sàn các bác nhá, số sàn máy 1.4, giá là 356 2019. Atis 208 em có số sàn này. Đấy, hơn 200 chút xíu các bác có thể sở hữu em Atis 2008 siêu chất siêu đẹp lên. Đấy, Atis số sàn máy 1.8 bản G nhá, 2008.
máy zin và chất luôn, giá là 278 các bác nhé, không phải 275 đâu. 278 triệu Atit 2008, số sàn máy 1.8 bản G. À, anh chị Hoàng Nam ơi, vai ớt 17 giá là 375 anh chị nhé, 375 chiếc đấy, xe đăng ký biển thủ đô Hà Nội. Đây ạ, Kia Forte bản S này các bác này, màu trắng siêu đẹp. Ít tiền thì các bác có thể tham khảo những cái dòng này cũng rất là ok luôn. Xe gọi là chất và đẹp, cam kết là zin cho khách hàng. Xe cũ thì mình không tránh được chút xíu chảy xước, thế nhưng mà về chất lượng xe thì em thêm cam kết cho các bác là máy số zin và xe không có tai nạn nhé. Chiếc này là 2011 Kia Forte bản S, giá là 298 triệu. Kia Forte bản S 298, bác nào quan tâm thì alo cho em thêm. Hyundai i10 số sàn em có ạ. Anh chị Hoàng Nam ơi, vừa lấy anh chị hỏi xe gì nhỉ? Anh Hoàng Nam ơi, đúng rồi, Vios E là số sàn anh nhá. Vios E là số sàn. 17 thì lại không có giá đấy anh, nếu mà 17 tự động thì nó lại phải trên 400 rồi. Hyundai i10 2017 số sàn này. Chiếc này là xe đăng ký biển 12 số sàn 275 triệu, Hyundai i10 bản đủ anh chị nhá. Chiếc này là Hyundai i10 bản đủ. Bản đủ la răng đúc, vô lăng tích hợp, màn hình có này, đèn đổ thông minh. 275 triệu. Hyundai i10 2017. Civic thì em còn một chiếc 207 nhé. À, anh Duy Dương ơi, Ford với lại San em hết anh nhé. Fortuner với lại San máy dầu là em không còn đâu. Honda Civic 2007 này. Chiếc này là 2007, số tự động máy 2.0 các bác nhé, 275 triệu, Honda Civic. Số tự động, anh Cương Nguyễn Ngọc Waymoling, sàn thì em có 2016. Đây này. Kia Morning SI số sàn em có 2016, 245. Bản đủ các bác nhé. Bản đủ ạ. Kia Morning SI bản đủ 2016, 245 triệu, đăng ký biển Bắc Linh, màu vàng đẹp lắm. Đấy, Kia Morning Van thì em có số tự động, xe nhập 2014. Đầm vừa tiền nữa thì số sàn thì các bác có thể tham khảo. Em có Toyota Wingo. Toyota Wingo 2020 các bác nhé, 2020. Xe siêu mới luôn, chạy được hơn 2 vạn, lốp theo xe còn đẹp. Lốp theo xe còn đẹp, còn rất mới luôn ạ. À, nhà em ở Lục Lam Bắc Giang anh chị nhá. Showroom nhà em là thị trấn Đồi Ngô, Lục Lam Bắc Giang, số nhà 643. Số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Lam, tỉnh Bắc Giang, thẳng đường quốc lộ 31 luôn, cách ngã tư thị trấn Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100 m. Toyota Wingo 2020 số sàn máy 1.2, xe nhập khẩu Indonesia. Giá là 298 triệu các bác nhé, 298 triệu. Đăng ký biển Bắc Linh, siêu mới, pha đèn sáng đẹp, sáng rực luôn. Gio em có 2016 các bác nhé, số tự động. Anh Hùng Nguyễn ơi, i10 có anh nhé, chiếc đấy 2017 em có hỗ trợ banh. Anh chị ở đâu ạ? Kia Gio 2016 số tự động máy 1.4, giá cũng siêu yêu luôn các bác ạ, giá siêu yêu, 388 thôi ạ. 388 triệu Kia Rio màu trắng 2016 số tự động. Đấy, quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm những cái mẫu xe gì thì alo cho em nhé. Tucson thì em cũng không còn luôn. Các bác mà quan tâm những cái mẫu xe gì thì alo cho em hai số hotline 0987271796 hoặc 0888666111. Địa chỉ showroom nhà em, số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Lam, tỉnh Bắc Giang. Đấy, Asen em có nhá.
ASEAN em mới về tiêu chuẩn 2019, bản tiêu chuẩn thì số tự động. Anh Vi Huyền Hải Sản ơi, em có Kia K3 2016 số tự động, chiếc đấy là máy 2.0 màu trắng anh nhé. Kia K3 em có, Kia Celato em cũng có. Em chào anh chị Thảo Uyên. Bán tải em hết anh ạ. Đây Kia K3 em có 2016 màu trắng này. Đấy, quý khách hàng của anh chị mình muốn xem kỹ cái dòng gì, mẫu gì thì giờ comment em thêm review qua cho luôn nhá. Em thêm báo giá hết một lượt các bác. Mà muốn xem thêm mẫu gì thì có thể comment. Trước này là Kia K3 2016 số tự động máy 2.0 ạ. Máy 2.0 giá là 488 triệu, 488 các bác nhá. Có cửa sổ trời, đèn lộ thông minh, vô lăng tích hợp. 2016 Kia K3. Đấy, Zio số sàn em có 2015. Xe nhập ạ, đăng ký biển Hà Nội. 320. Rất là nhiều những cái mẫu xe đẹp. Đấy, chất lượng cao các bác nhá, chất lượng chuẩn, cam kết đảm bảo chuẩn. Anh Quân Hoàng ơi, Morning à, Morning là 245 anh ạ. Morning vàng cát 2016 bản SI là 245 triệu. Màu đỏ hiện tại em có Kia Solotu, em có Kia Celato và có Hyundai Accent nhá. À, anh chị Hoàng Lam ơi, 375 triệu thì em có ra lộc lá được chút xíu nhá. Quan trọng anh chị cứ lên xem xe, xem là chất lượng xe nó ở mức độ nào. Đấy, quý khách hàng của anh chị mình có phải xem xe thực tế, xem là chất lượng nó ở mức độ nào thì nó sẽ gọi là chị em mình, anh em mình gặp nhau nó sẽ dễ nói chuyện hơn, phải không ạ? Các bác cứ lên xem xe thực tế. Đấy, chất lượng xe nhà em thêm thì bao giờ cũng cam kết và đảm bảo tiền nào của đấy, gọi là xứng đáng cái đồng tiền của các bác luôn. Chứ nhà em thêm thì không phải là quảng cáo một kiểu mà đến nơi là chất lượng một khác đâu. Chất lượng đến nơi khách hàng sẽ gọi là ưng ý và hài lòng luôn về chất lượng xe nhé. Đấy, chiếc 17 đấy thì xe em đang rửa, lát nữa là về đây rồi. Xe chắc rửa xong rồi. Chiếc đấy là đăng ký biển thủ đô Hà Nội anh chị Hoàng Nam ạ. Anh Thành Đạt ơi, giá đấy thì em bán cho anh là em lỗ ạ. Giá đấy em bán cho anh nhà em lỗ nhá. Anh tham khảo thêm giúp em với. Nhà em có lộc lá như được chút thôi, chứ bớt vài chục thì chỉ có xe nó lỗi mà bọn em gọi là đẩy giá lên, xong em bớt cho anh vài ba chục cho các bác thích thôi. Chứ còn thật ra nhà em bán thì nó gọi là tiền nào của đấy, nó theo cái chất lượng xe, nó không bớt được nhiều, vì lãi suất nó cũng không được cao như thế. Kia Morning SI là 245 anh chị ạ, 245, siêu đẹp luôn. Đây em để ngoài trời này, ngoài trời review cho các bác có thể xem được. Rất là thật luôn về cái chất lượng xe luôn, nhìn nó rất là thật. 2016 Kia Morning SI 2016 nhá, 245 triệu số sàn. Đây em review gần, gọi là sát để cho các bác có thể xem được cái vô lăng phím còi này. Vô lăng phím còi siêu đẹp luôn. Táp lô táp ly đều xe. Đấy, 245 triệu giá gọi là rất là hợp lý. Morning van đấy, bác nào mà mua cho vợ, hoặc là chị em nào mà mình mà gọi là mua thay xe máy á, phương tiện thay xe máy, những cái dòng này đi rất là thích luôn. Em thêm đang đi đấy ạ. Em mua về để đi quanh quanh đấy, hơi bẩn chút xíu như đẹp. Đăng ký biển 98 nhé các bác nhé. Kia Morning Van. Chiếc này 2014 xe nhập, số tự động. Giá là 248 triệu. Đấy, xe nhập 248. 2014. Đây chiếc này 2018 mà khách nhà em đặt cọc rồi, em có thể review qua chút xíu đấy các bác xem cái chất lượng xe nhà em thêm. Nói chung xe nó đảm bảo về chất lượng lắm, các bác yên tâm là nhà em thêm bao check bao test nhá. Không chuẩn chỉ thì em thêm hoàn lại tiền cho các bác. Các bác mà đặt cọc rồi mà chất lượng không chuẩn em thêm hoàn tiền nhá. Đấy là gọi là cái uy tín luôn các bác ạ. Uy tín chuẩn luôn, chứ không phải là như em nói mà không làm đâu. Nói là chuẩn đấy, trần vẫn bóng này, vẫn bọc giấy bóng. Có màn hình luôn, chiếc này là 2018. Đấy, em review qua cho khách hàng có thể xem được cái chất lượng thôi nhé. Chiếc này thì xe khách nhà em đặt cọc rồi, em đang rút hồ sơ rồi. Đây, gọi là chuẩn và chỉ, gọi
chuẩn và chất lượng 100% luôn các bác ạ, xứng đáng đồng tiền của khách hàng luôn. À, các bác mua xe 300-400 triệu đắt thêm tầm khoảng 5-7 triệu thì các bác đừng đừng tiếc, là vì chất lượng nó khác hoàn toàn mà, chất lượng tình trạng xe nó khác hoàn toàn. Accent 19 bản tiêu chuẩn giá là 465 nhé. Quý khách hàng, quý chị ơi, các bác tham khảo, quan tâm thêm những cái mẫu gì thì alo cho em. Alo cho em 0987271796 hoặc 0888666111 đến xem xe trực tiếp tại số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, chợ ô tô Lục Nam. Đấy, các bác quan tâm mẫu gì thì alo cho em thêm. Đấy, em thêm xin phép nghỉ livestream đây. Cho em thêm gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng, quý chị đã quan tâm cũng như là theo dõi ủng hộ em nhé. Cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng ạ.